Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia 10 Airdrop nhận 10 token có kỹ thuật BCW. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot mà. Chương trình Airdrop này random cho 10.000 member may mắn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group nè. Mai qua yêu rồi. Rồi bạn bắt đầu là token để lấy sàn người ta. BCW. Đi sàn volume khá cao luôn các bạn. Rồi bắt đắp đây. Chọn tiếp group nào. Rồi bắt đắp đây. Tiếp tục follow Twitter và Twitter tăng 5 người bạn nè. Trên Twitter các bạn theo dõi các bạn. Like các bạn chỉnh cái bị cái game các bạn. Test lại nè. Win 500m, Wish 1S. Rồi bấm đáp rồi. Tiếp tục cầm 1 phút. Này 1 phút protocol gì ta. Rồi giờ đây các bạn bấm vào vút chút led nha bạn. Nhưng bây giờ tôi không phải là người máy nè. Bấm vút nè. Ê, đăng ký cái tài khoản các bạn. Rồi sau đây các bạn đăng ký một cái tài khoản trên ví chút coi nha bạn. Rồi bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Rồi bạn bấm phút nè. Rồi ta you get the root promo. Rồi sau khi các bạn phút xong thì các bạn chụp màn hình lên đi các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn phút tiếp con Silver nữa nè. Rồi trên của mình được chưa có Silver các bạn bấm đăng ký cái tài khoản và login vào các bạn bấm vút nè. Sau khi vút xong thì các bạn bấm vào app to wallet luôn các bạn. Đâu ta? Rồi các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Bấm âm chọn Airdrop nè. Rồi các bạn điền lâu. Rồi các bạn chọn kênh Telegram Channel 1 nè. Chọn tiếp kênh Telegram Channel 2 nè. Chọn tiếp Telegram Channel 3 nè. Chọn tiếp kênh Telegram Channel 4 nè, group 6 nè. Chọn tiếp kênh group nè. Rồi các bạn điền lâu xin em Telegram bạn đã chọn cho Airdrop nè. Chatbot. Tiếp tục submit điền lưu xin em Twitter các bạn đã follow dán nè. Về này nè chính. Tiếp tục submit link retweet nè thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra các bạn. Các bạn nhập ba cành cục, nhập vào một hồ sơ. Nhập vào ba cành cục, nhập vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Các bạn ra chatbot nè. Tiếp tục gọi địa chỉ với bên bì xem trên bếp 20 trên dưới chất của lab mình nè. Đây là cho bot nè. Tiếp nổi nó có vút con Simber dây bấm đòn các bạn. Sau đó bạn bấm balance để chết số cảm kiếm được các bạn. Ok mình đã nhận được 1 token BC. Ơi bạn 10 token BCW nè. Các bạn nhìn lên ghép chia sẻ trong bài người thân kiếm tiền tôi cần các bạn. Vậy video hôm nay cũng tốt. Mình chào tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo nha.